Ê bằng con cua. B đang làm món cua cua gì? B làm món cua gì? Em chết. Dude, that one's going crazy. Yeah, rồi nó qua đây nó giết xà lách. He's dead. That's the heart. Is he trying to eat the lettuce? What is he? What are you doing? What are you doing to my crab? I'll do it. Chỉ nhìn rửa cho mày thôi. No, còn có rửa. Oh, he's trying to eat it. Sao nó rửa rồi đó. Mình bẻ ra còn có rửa cho bị kìm bị cầm cái nước đó. It was trying to eat the lettuce. Rồi một rác bị chết, bị đâm giữa ngực. Rồi một con nữa. Rồi con này mình sống chừng nó cắn. Để tôi bê lấy cho. Don't we have something more pointy? Ok, cắt cua rồi bỏ vô lò. B là chef bữa nay. Chuyên môn làm cua. Món này là món gì B? Cái này là nó kêu là cua này cua rang me mà là phó cái gì? Ồ. Bà chín, cua bà chín. Cua bà chín. Tức là bà chín hơi xào cua. Cái này cua rang me. Cua rang me. CC special. Bốc khói luôn. Nóng chưa? Ừ. Mở lửa cao chứ này. Ra mở lửa cao. Nó hấp dẫn. Rồi. Đâu, bắt đầu. Bắt đầu. Trương đang kể chuyện ma. B. You know what? I think Phương is the one that corrupted me and turned into a monster. I became such a killer after she corrupted. Every me. Chef phải biết nhiều chuyện ma. Every chef need to learn how to kill. Specially kill the crab. Bắt đầu thơm rồi. Thơm hả? Mấy cái spice này nó trộn vô thôi. Yeah, mấy spice vô. Thơm quá chịu nổi. Đổ nước cua vô luôn. Đổ luôn nước cua vô. Đó, nó xèo lên. Chút thôi, không có nhiều. Nãy quên quay cái phần cắt cắt con cua ra. Có. Nó còn tay á. Nó chụp lúc rồi nó dưới đây nó luôn mà chặt này, trộn lên trộn xuống nhiều lần hả? Cái nhỏ à, cái quốc bự rồi nó làm nguyên con bự quốc thịt nóng mới được à, có nhà hàng đi làm kiểu professional ở nhà cái nấu nó thì em giống mẹ mà ai cái chết clean hết rồi. Nhưng mà học được cái sốt này là rất là good. Thơm quá. Sốt mẹ. Cà bé rồi phải không? Thơm tuốt ngoài đường. Thơm dễ sợ. Nãy đi về nghe thơm. Hơi mệt lấy bơ. Are you serving Asian? Ngon lạnh lùng.